Toyota Vios với một biệt danh là chiếc xe quốc dân vì trong bao nhiêu năm qua nó đã trở thành một trong những cái sự lựa chọn hàng đầu được rất nhiều người tiêu dùng Việt Nam yêu thích. Bền bỉ, tiết kiệm, rộng rãi và khả năng khấu hao thấp hơn so với các dòng xe khác. Đó là những yếu tố giúp cho Toyota Vios luôn luôn mang nhiều sức hấp dẫn. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt, mẫu xe này cũng cần phải thay đổi mạnh mẽ để phù hợp hơn với xu hướng chung của thị trường. Vậy ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu những thay đổi và nổi bật ở trên chiếc xe Toyota Vios 2021 nhé. Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam và mình là Trí Trân. Với doanh số cộng dồn trong năm 2020 đạt 30.251 xe, tăng hơn 3.000 xe so với cùng kỳ năm 2019. Và nếu như so sánh với các đối thủ như là Hyundai Accent, tổng kết trong năm 2020 chỉ đạt 20.726 xe, Honda City chỉ vẹn vẹn là 5.589 xe, thì rõ ràng Toyota Vios vẫn đang bỏ xa các đối thủ với một cự ly khoảng cách rất lớn. Đầu tiên nói về mức giá bán, Toyota Vios 2021 có tổng cộng là 6 phiên bản với mức giá bán lần lượt là 478 triệu đồng tới 638 triệu đồng. Như các bạn đang thấy ở bên trên màn hình, Vios 2021 phiên bản E số sàn và E số tự động đều có cả thêm 2 phiên bản 3 túi khí và 7 túi khí. Cá nhân tôi cho rằng đây là một trong những chiến lược phủ sóng sản phẩm để cạnh tranh với những mẫu xe nằm trong phân khúc kiểu A cộng B trừ như là Kia Soluto, Mitsubishi Atlas. Bên cạnh đó, điều này còn giúp cho khách hàng có thể thoải mái lựa chọn, và nhất là đối với những người mua xe để kinh doanh, chạy dịch vụ, cho thuê xe tự lái hoặc làm xe hoa, đám cưới. Phần đầu xe của Toyota Vios nổi bật với phần chi tiết mặt ca lăng, đèn sương mù và cụm đèn chiếu sáng được thiết kế theo phong cách mới. Cụm đèn chiếu sáng ở trên phiên bản cũ được sử dụng dạng projector, thì nay ở trên phiên bản mới đã được chuyển sang sử dụng dạng LED. Điểm nhấn nằm ở bên trong cụm đèn là những dải đèn chạy vào ban ngày có cách tạo hình giống với hình xương cá. Cá nhân tôi cho rằng với thiết kế mới sẽ giúp cho Toyota Vios 2021 mang nhiều cái sự trẻ trung hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Vì là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, bởi lẽ vậy nên Toyota Vios 2021 vẫn giữ nguyên kích thước về tổng quan, chiều dài, chiều rộng, chiều cao và một cái phần trục cơ sở xe vẫn giữ nguyên so với phiên bản cũ. Thay đổi lớn nhất của phần thân xe ở trên phiên bản nâng cấp chắc chắn chúng ta phải nhắc tới bộ la răng phay xước được sử dụng hai tông màu đối nghịch. Tuy nhiên thì vẫn giữ nguyên kích thước 15 inch và đi kèm với bộ lốp là 185/60 giống với ở phiên bản cũ. Còn lại những trang bị như là tay nắm cửa bên lái tích hợp nút bấm mở cửa nhanh, gương chiếu hậu có khả năng chỉnh gập điện cũng là những trang bị cơ bản đã có sẵn từ phiên bản cũ. Ở phía đằng sau, nhìn chung Toyota Vios 2021 cũng không có những cái điểm gì thay đổi so với phiên bản cũ. Ví dụ như là cụm đèn hậu sử dụng dạng LED, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe vẫn là những trang bị cơ bản đã có sẵn ở trên phiên bản G và GRS. Tuy nhiên, nó lại là những nâng cấp đáng giá cho phiên bản Vios e-CVT 2021. Tổng quan thiết kế bên trong khoang cabin xe, Toyota Vios 2021 cũng không có khác biệt nhiều so với phiên bản cũ. Thiết kế đơn giản, thực dụng và đủ dùng vẫn là ưu tiên hàng đầu của nhà sản xuất đến từ Nhật Bản. Nổi bật nhất vẫn là phần cụm màn hình trung tâm giải trí 7 inch có khả năng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth và điều hòa tự động. Phần vô lăng xe được bọc da mềm, được tích hợp những nút bấm như tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay và set ga tốc độ. Còn lại thì cụm đồng hồ Tablo cũng vẫn được giữ nguyên với kiểu thiết kế analog bán điện tử, dễ dàng tương tác và sử dụng. Vì sở hữu một phần trục cơ sở dài lên tới 2550mm, bởi lẽ vậy nên thế mạnh của Vios vẫn là một trong những cái không gian khoang cabin xe được thiết kế rất rộng rãi. Đây cũng là ưu điểm để giúp cho Vios trở thành lựa chọn số 1 nếu như các bạn có ý định mua xe kinh doanh vận tải. Ngoài ra, đối với những gia đình đông thành viên thì mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản cũng đem tới không gian rộng rãi và thoải mái hơn khá nhiều so với những đối thủ đến từ Hàn Quốc. Về phần vận hành thì Toyota Vios 2021 vẫn được sử dụng khối động cơ 1.5 lít sản sinh ra công suất là 107 mã lực và moment xoắn đạt 140 Nm kết hợp với số sàn 5 cấp hoặc số tự động vô cấp. Riêng phiên bản GRS có thêm chế độ lái tiết kiệm Eco và thể thao Sport đi kèm với hộp số vô cấp CVT giả lập 10 cấp số. Toyota Vios 2021 vẫn được trang bị những công nghệ an toàn cơ bản giống với phiên bản cũ như sau: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử BAS, hệ thống cân bằng điện tử ESP, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và cảm biến trước và sau. Vừa rồi là những chia sẻ nhanh về chiếc xe Toyota Vios 2021 của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.